Chào mừng các bạn đã đến với kênh thông tin chăm sóc sức khỏe và cung cấp thảo dược thiên nhiên của công ty Thảo Dược Nguyễn Trần. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu những công dụng của cây xương khỉ trong y học cổ truyền. Cây xương khỉ hay còn được gọi là cây bìm bịp là loại thuốc nam nổi tiếng. Lợi ích của loại cây này trong y học rất nhiều, đặc biệt trong chữa trị bệnh ung thư, vàng da, phong tê thấp, v.v. Hãy cùng Thảo Dược Nguyễn Trân tìm hiểu kỹ hơn về công dụng của cây xương khỉ đối với sức khỏe trong video này các bạn nhé. Công dụng của cây xương khỉ với người bị ung thư. Ung thư luôn là một căn bệnh quái ác gây nguy hiểm đến tính mạng người bệnh, tốn nhiều chi phí và thời gian điều trị. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học trong năm 2021, tỷ lệ bệnh nhân ung thư trong những năm gần đây ngày càng gia tăng. Trong cây xương khỉ có chứa tannin, chất làm tăng liên kết giữa các protein, loại bỏ các gốc tự do gây ra căn bệnh ung thư. Chính vì vậy, nhiều bác sĩ khuyên bệnh nhân nên sử dụng cây xương khỉ để hỗ trợ quá trình chữa bệnh, thúc đẩy tiến trình hồi phục. Đặc biệt, nếu đang bị bệnh ung thư giai đoạn đầu, cây xương khỉ sẽ đẩy lùi căn bệnh trong thời gian ngắn. Hơn thế nữa, loài cây này còn có thể đẩy lùi các tác dụng phụ xuất hiện trong quá trình xạ trị hóa trị của bệnh nhân. Công dụng của cây xương khỉ giúp chữa viêm gan B, vàng da, xơ gan. Cây xương khỉ có tác động tuyệt vời đối với các bệnh về gan, đặc biệt là những người thường xuyên tiếp xúc với rượu bia, v.v. Nó giúp bảo vệ gan, phòng chống viêm gan B, vàng da, phục hồi các tế bào gan bị tổn thương, trường hợp bị xơ gan, giảm men gan, v.v. Sử dụng cây xương khỉ thường xuyên là một giải pháp cực tốt và hiệu quả. Công dụng của cây xương khỉ chữa đau nhức xương khớp. Cây xương khỉ được xem là dược liệu quý trong điều trị đau nhức xương, gai cột sống, thoát vị đĩa đệm, v.v. Nhờ có thành phần flavonoid, nhiều vitamin, axit amin tốt cho cơ thể và cơ chế làm giảm lão hóa xương, bổ sung canxi giúp xương chắc khỏe hơn mà loài cây này đã làm hài lòng rất nhiều bệnh nhân đang gặp phải chứng bệnh liên quan đến xương khớp. Công dụng của cây xương khỉ chữa phong tê thấp, gãy xương, còi xương. Cây xương khỉ có chứa nhiều canxi, đồng thời cũng có tác dụng rất lớn đối với vùng xương của cơ thể con người. Nếu gặp phải các chứng bệnh về phong tê thấp, còi xương, gãy xương, v.v., hãy sử dụng ngay cây xương khỉ để bổ sung canxi, đẩy nhanh quá trình hồi phục các bạn nhé. Ngoài ra, vị thuốc này còn chứa rất nhiều vitamin, chất xơ, chất đạm, v.v. Đây đều là những dưỡng chất thiết yếu giúp cơ thể được phục hồi sức khỏe sau khi chấn thương một cách nhanh chóng. Ngoài những bệnh lý trên, cây xương khỉ bìm bịp còn có tác dụng lớn trong chữa trị bệnh trĩ, đau dạ dày, viêm xoang, các bệnh về đường tiêu hóa và trị ho rất tốt, tiểu đường. Để mua cây bìm bịp xương khỉ, các bạn có thể liên hệ đến công ty Thảo Dược Nguyễn Trân, địa chỉ số 368 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, hotline 0906852188. Cuối cùng, các bạn có thể để lại thông tin số điện thoại kèm theo câu hỏi thắc mắc. Chúng tôi sẽ liên hệ và trả lời trực tiếp cho các bạn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Liên hệ ngay với Nguyễn Trân Cóp để được tư vấn tốt nhất. Địa chỉ số 368 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, hotline 0906852188.